Ôi trời ơi, chừng anh chàng kia. Đặc biệt là cái đó là 60k nha cô chú anh chị và các bạn. Ngoài bán tại chỗ thì chế tài có ship online nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Số điện thoại của chế tài là 0939673702. Và đặc biệt là chế tài có bút xô đi công tác nữa. Trời ơi. À, bút xô đi công tác nữa. Trời ơi. À, quảng cáo quá nè, ông phạt em anh ơi. Đi suốt hả? Đó là cái bọc bình. Ăn gì chị? Trời ơi, coi ôm con ngủ hơi nổi không? Đầy đủ cái nào lấy đầu cánh tổng ha. Ờ, lấy đầy đủ đi. Dạ, 30 đầu cánh tổng. Dạ, trực tiếp không? Coi trực tiếp không? Lên sóng không? Live stream liền. Live stream, đang live stream mà. Gái đẹp mà, cái đẹp mà. Có lại cu không? Cái bé nổi tiếng luôn á. Lại cu không? Lại chim mà. Thấy chưa, bữa nay em ăn của ảnh là lâu lắm rồi. Vậy hả chị? Dạ. Ăn bao nhiêu năm rồi? Dạ, em ở đó lúc trước đây nè. Ở trong bến xe quận 8 vậy mà cũng lâu lắm rồi. Dạ, vậy hả chị? À, rồi, cảm ơn chị nha. Trời ơi. Mặt dạ cái cơ mặt ra coi chờ không phải lâu cái cơ mặt cứ căng như vậy. Cơ mặt giãn ra, giãn cái cơ mặt ra, thả lỏng ra, thả lỏng ra, cơ mặt căng quá cho nó tươi đúng không chế tài? Có lòng yêu bộ vậy 20 chị. Trời ơi, kêu anh yêu là chết rồi. Chết rồi, rung tay kìa. Nghe đi té xỉu tại chỗ. Dạ, nghe té xỉu liền. Gì anh? Đến truyền hình đó. Truyền hình 30 giây đấy. Của HTV7 đấy. TV dạ, YouTube luôn, cuộc sống Sài Gòn TV nha. Về xem nha chị. Cuộc sống Sài Gòn TV. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị. Đó, thấy chưa? Trời ơi, mấy bà con đi. Chú phía kia nè, chú kia nè em trai. 30 nữa là 80. À, giá hạ bánh mì à. Dạ. Nhanh lắm, chế tài nhanh lắm. Ở phía bên cạnh chế tài là có chị Thí bán bánh mì chả cá, bánh mì thịt nguội rồi, bánh mì ốp la rồi. Chuẩn bị tôi lên chợ ra. Để chuẩn bị tôi lên chợ ra. Chợ bán rồi à. Thì đó, chuẩn bị lên chợ nè. Lên nào chế tài? Lên trên chợ. Lên chợ nè. Chế tài nhìn chứ trời lên chứ kia chú bé lên chảnh đi, chảnh nè. Không biết lên được không nè. Không biết lên được hay không hả? Lên sóng dèo dèo đi. Trời ơi, lên cháy máy hết cùng các kênh truyền hình. Nổ còn như bạn biết hả? Nổ như còn. Nổ còn vô lên cháy là nổ. Đây là đường Bùi Minh Trực, đi xuống đó là đường Bông Sao nha. Còn đi lên đây là quốc lộ 50 đúng không chế tài? Đúng rồi. Quốc lộ 50. Dạ. Qua cầu Trà và Bà. Còn diễn đường. Vị tiên đường. Trà Bà nữa. Là hướng từ quận 5 đi qua đó cô chú anh chị và các bạn. Phía trên đây là chợ Nhị Tiên Đường. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thì là anh Hiếu. Anh Hiếu là anh của chế tài. Chế tài còn có một em trai hot boy nữa. Vợ đẻ nghỉ luôn rồi. Vợ đẻ nghỉ luôn rồi. Đang bán được món thứ gì? Chân gà xả tắc. Anh đầu trồng. Anh đầu trồng. Bán chân gà xả tắc. Cái gì vớt hoài vậy mẹ? Anh thấy giấy đẹp đi ngang qua đường. Trời ơi. Nhìn sao qua cho cô chú anh chị.
biệt là ngày mùng 1 và ngày 15 là chế tài không bán nha. Dạ. Chế tài, nhìn đây cười cái cây. Ok. Trong những lúc mà rảnh đó, những cái ngày nào rảnh đó chế tài không bán thì không bán má lấu thì làm gì chế tài? Cũng ở nhà thôi. Ở nhà không ạ? Trời ơi, ở nhà. Cũng kiếm được đâu có đi đâu. Ờ vậy hả? Mà đó còn má thì phải làm, giờ không có rồi mình làm. À. Mua bông cái cây rồi. Mình phải bút xô, mình phải đưa xô lên. Già dạ, lớn tuổi anh ơi. Hả? Đâu nữa. Có 3-4 tuổi mà. Trời ơi, 3-4 tuổi mà cũng già. Nửa hơn nửa đời người á anh. Hơn nửa đời người là đúng rồi, nhưng mà 3-4 tuổi mà. Mà em thiếu điều giờ cũng dụng luôn cái bông thôi chứ không có nụ nữa đâu dụng. Bữa nghe đồn kêu chế tài thử chế tài đi qua Thái chứ. Trời ơi. Hỏi lại kêu qua Thái là ngon luôn. Hả? Thì Thái về là ngon luôn á. Thì Thái về là ngon luôn hả? Đây mà ngổ đông cho mổ anh. Dạ. Chế tài là lâu lâu là nhìn trai đẹp nữa. Có chai đâu dòm. Hả? Chai đâu dòm. Chờ mình chai bên đường á. Đó anh Khoa Lê nè, thấy bữa nay thấy chế tài như thế nào? Ủa? Lâu lắm rồi không thấy Khoa Lê comment đó nha. Dạ. Hôm nay quay trở lại chỗ chế tài nè. Có duyên lắm mới gặp lại chế tài á, chứ mấy đợt ghé đâu gặp được đâu. Kêu tên em nhanh Khoa Lê. À kêu tên nha. Kêu tên chế tài đi anh Khoa Lê. À bán cho em gái kìa. Em 20.000. Đồ mày. Đồ mày. 20.000. Kia là cháu trai của chế tài á, còn của anh Hiếu. Có dịp nào mình đây mình giới thiệu mình đi chơi với bạn trai mấy bạn thanh niên á, giới thiệu cho chế cho chú nè. Rồi. À cho gì nè? Có. Hả? Giới thiệu cho đập đầu em hay gì? Ê nhẹ vậy. Hả? Cái tầm thao quá. Hả? Cái tầm thao sẽ không được. Trời ơi. Trời ơi. Giải bước hộp nha. Anh đi giỡn thôi nha cả nhà, chứ không có làm gì nha cả nhà. À, cái tài đâu có làm gì đâu. 20.000 đó. Lấy gì chị? Bọc. Mới gõ một cái có hai cái bọc liền. Đó là bọc 10 chai cái. Dạ. Dạ. Hồi đó em gõ mớp thao quả gì? Dạ hả? Nếu chưa bán được gõ mớp thao quả, không nhôm á. Thấy bán hai ổ mì kìa. Chợ bông sao dạo này cũng không có nhộn nhịp lắm chế tài hả? Hôm nay là thua rồi. Thua rồi. Đúng đúng, anh đi nói chung là đi quay nhiều chỗ lắm cô chú, nhiều chỗ đều tình hình kinh tế khó khăn á.
với thời điểm giờ là bắt đầu là cũng như những cái tháng cuối năm á, bây giờ tháng những tháng cuối năm đó cô chú anh chị và các bạn đúng rồi, đúng rồi, đây là ở đâu cũng vậy, anh thấy đâu cũng vậy chứ tài. Nói chung tình hình kinh tế toàn cầu mà em đi quay phải làm đỡ đỡ nha, hôm nay đổ nợ máy không nợ hôm nay nợ thì chưa thầy nói tới năm nay là ai cho em mượn em đi giật dây liền nha cả nhà. Ai cho chế tài, còn ai bút chế tài đi thì cứ bút nha, bút cỡ nào cũng đi chứ, bút cỡ nào cũng đi chứ, vui vẻ ba lấu ngon. Ủa sao chưa bia đi bà? Nhậu à? Mấy tờ nhậu luôn. À, mấy tờ người đẹp kìa. 48 tờ dùng luôn, chung nó vô. 48 tờ nhưng mà chưa dò đúng không? Rồi, nghe ở đâu đi. Bữa nay đó. Hôm nay bữa nay tình hình không có con nào đó. Rồi. Hôm nay mà tối nay mà vô dò cái là già đó rồi tuần nghiệp cái môi phải. Dạ. Hôm nay dò cái là vô luôn á. Em thấy là vô thùng rác rồi đó. Vô thùng rác à. Con nào hết chưa? Dẫn lắm, nhìn vô là hấp dẫn. Nhìn chưa tại chưa. Dương gì phải đâu Dương. Giờ này kinh tế toàn cầu ảnh hưởng rất là nhiều, nhiều thứ. Dạ, vô trong nhà hả? Hả? Anh ta chế tài vô trong nhà, đốt nhang, rồi mới ra. Đây là anh Hiếu nha. Anh Hiếu mà thường mình tới thì mình gặp anh Hiếu nhiều hơn. Anh Hiếu là anh của chế tài. Thường là vợ chồng anh Hiếu bán. Và con anh Hiếu, con kia là con trai. Đó, thấy chưa? Chế tài chưa? Cái gì vậy? Dạ, cái đầu. Đầu. Con trai cái menu đâu, con chú mượn con. Dạ, gì nữa chị gái? Đó là 60k. Đó là một từ gấp đôi. 60k. Cái đầu đầu nhé vào đây. Mỗi lần nghe rất là mấy ổn. Rồi, 6 là 20. Dạ đây cô chú anh chị và các bạn ơi, đây là cái menu của chế tài nè, menu bán các loại đó. Cô chú anh chị và các bạn, mình gọi điện cho chế tài ship online. Đây là menu nha, giá cả của menu. Dạ. 6 bánh mì chị thấy ơi, 6 bánh mì chị thấy. Đi trước đi, đúng rồi, đỡ nó ra cái
nuôi bò chú. Thấy bò lòng luôn chú. Đáng cổ luôn ha. Em bò lòng hả? Cắt cái đỏ. Dạ. Đó, đây là đường phố Sài Gòn. Đường Bùi Minh Trực. Nhộn nhịp. Ngồi trước đi chú Hiệu.